Có thể nói rằng người dân Việt Nam của chúng ta khá háo hức được nhìn thấy. Tôi muốn nhấn mạnh là chỉ cần nhìn thoáng qua vị Tổng thống da màu đầu tiên và hết sức thân thiện của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong số đó có ông Hoàng Bảo Khánh, một người được mệnh danh là anh trai của ông Obama đang làm nghề cắt tóc ở Hà Nội. Phía ngoài tiệm cắt tóc nam của ông Hoàng Bảo Khánh ở đường Mai Hắc Đế là một tấm áp phích khổ lớn in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tấm áp phích này đã được treo lên từ năm 2010. Nhờ vẻ ngoài nhàn nhã Tổng thống Mỹ nên cửa tiệm của ông Khánh lúc nào cũng đông khách do khách hàng hiếu kỳ. Khi Tổng thống Obama nhậm chức lần đầu tiên thì rất nhiều khách hàng đến thì có nói là ông chủ rất giống Tổng thống Obama. Và tôi thấy tự nhìn thấy mình cũng rất giống Tổng thống Obama. Ông Khánh cho biết ông đã treo tấm áp phích in hình Tổng thống Obama vì ông rất ngưỡng mộ vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Và giờ đây, khi Tổng thống Obama sang công du Việt Nam, cũng giống như hàng triệu người dân Việt Nam khác, ông cũng vô cùng hồi hộp nếu được gặp Tổng thống Obama. Nếu mà được gặp Tổng thống thì quá là tuyệt vời. Tới nay, ông Khánh đã làm nghề cắt tóc 20 năm. Ông rất để ý tới mọi thứ liên quan đến cắt tóc, đặc biệt là câu chuyện ông thợ cắt tóc của Obama.